Hello anh em, video này mình sẽ ra đảo Cồn Cỏ để review một số hải sản cho anh em xem. Và nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về đảo Cồn Cỏ thì vào kênh YouTube Hồ Anh Quy Tê xem thêm nhé anh em. Mình đang có mặt tại quán biển gọi tên em, hiện tại là tên của vợ chồng của chủ quán. Quán sáng bán cà phê, ăn sáng, chiều bán đồ nhậu. Ngoài bán đồ nhậu thì quán còn bán nước mắm thương hiệu Cồn Cỏ và các loại nhu yếu phẩm. Điều đặc biệt ở loại nước mắm này là nước mắm tự làm chứ không phải là nhập về để bán. Hàng ngày anh chị chủ thu mua cả cơm từ các tàu cá neo đậu tại Âu Tàu rồi tự làm nước mắm. Hình ảnh mà anh em đang thấy là ốc nón ốc thổ. Loại ốc này có rất là nhiều quên đảo. Anh em có thể đi làm để bắt nó. Còn nếu mua thì 40k một ký chưa luộc. Bên hồ quạt ăn bao nhiêu ký à? Làm luôn à? Ốc hôm nay anh em mới sẽ luộc. Và trước khi luộc thì anh em nên rửa qua nước ngọt một tí nha. Đây là ốc nón, còn có tên gọi khác là ốc vũ nàng. Còn đây là rong nho nha anh em. Ở đất liền thì đây là món ăn xa xỉ, còn ở đảo Cồn Cỏ thì nó nhiều như rau khoai nhà trong vậy, ăn mệt nghỉ. Còn đây là hàu khổng lồ, kích thước còn trưởng thành khoảng 40 cm. Để mà đạt được cái kích thước đó thì phải mất khoảng 35 năm. Thì loài hàu này chỉ có ở đảo Cồn Cỏ mới có, đất liền không có đâu nha anh em. Chế biến món hàu này thì có 3 cách: sashimi, nấu cháo hoặc là nướng mỡ hành như thế này. Giá thành thì khoảng 70k một con lên mâm, còn mua sống thì rẻ hơn. Giới thiệu với anh em, đây là anh Hiền chủ quán. Khi nướng thì lấy vỏ của con hàu đó để nướng luôn nha anh em. Chắc chắn hình ảnh này sẽ gây cho anh em một sự cảm dỗ không hề nhẹ. Còn ngần ngại gì mà không bục cho mình một chuyến Cồn Cỏ này anh em ơi. Còn bây giờ tím mình sẽ thưởng thức món ốc luộc được nha anh em. Ăn luôn đi, ăn luôn đi. Ăn luôn, ăn chấm luôn đi. Cách để ăn ốc nón gọi là ốc vũ nàng. Đấy, ốc vũ nàng. Đấy, Cồn Cỏ có hào cú ông. Mệt gò. Rong nho chuối ngọc. Và ốc vũ nàng. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Trần Công Nam, là chủ tàu, cũng là một nhà thơ. Thì hôm nay ra đảo tình cơ gặp được thằng bạn hồi cấp 3. Thì hôm nay mình cho ảnh thưởng thức cái món hàu để vô bờ và trả bài trả vợ cho rực rỡ nha anh em. Tụ mà có xem được video thì nhấn like để bạn biết nha. Thôi hôm nay review cho anh em như vậy thôi nha. Còn bây giờ thì nhậu rồi đã. Rồi hẹn gặp lại anh em những video sau nha.